vợ trẻ kém 17 tuổi tiết lộ sự thật cuộc sống với Hồ Quang Hiếu sau kết hôn. Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đã có hơn 6 tháng yêu nhau ngọt ngào, hạnh phúc. Chỉ sau 3 tháng hẹn hò, tháng 5 năm 2023 Hồ Quang Hiếu thông báo đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp với Tuệ Như. Đến tháng 8 năm 2023, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Cà Mau, quê nhà của cô dâu. Theo tìm hiểu, vợ của Hồ Quang Hiếu là Tuệ Như, sinh năm 2000, hiện đang là người mẫu tự do. Mới đây nhất, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đã có buổi trò chuyện cùng MC Nguyên Khang để chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân. Khi được hỏi về vấn đề, em là người nấu ăn cho anh Hiếu đúng không? Ngay sau đó, Tuệ Như đáp, em thỉnh thoảng nấu ăn. Nhưng anh Hiếu có tật rất hay, em cũng không biết hình dung như nào nữa. Những đồ ăn trong tủ lạnh, thường em sẽ mua đồ ăn để khi nào mình cần là có luôn, còn anh Hiếu thì thích tủ lạnh trống. Thế nên, ảnh cứ nấu rồi trộn mọi thứ với nhau. Hôm bữa anh trộn kết với nhiều thứ trong tủ, ảnh đưa em ăn, bảo ngon lắm, nhưng mà em đâu có dám ăn đâu. Không phải là một lần mà rất nhiều lần, người mua để vô tủ lạnh, còn người thì khó chịu nên cứ đem mọi thứ ra trộn lại với nhau. Khi bị vợ bóc phốt, Hồ Quang Hiếu vội vã thanh minh, cái tính tôi thì thấy mấy cái đồ ăn dư dư chút thì tôi bị khó chịu. Ví dụ, ngày hôm nay nấu cơm, còn dư chút thì tôi sẽ gom lại để chiên ăn, rồi cứ bỏ hết cà chua, dưa leo vào, ăn cho nó hết. Ngày xưa, có một cô giúp việc nấu ăn và dọn dẹp cho, nhưng mà sau khi kết hôn, thì tôi cho cô nghỉ để có không gian hơn cho cả hai vợ chồng. Chia sẻ của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như khiến nhiều đồng cảm. Bởi lẽ, sau khi về chung một nhà, sẽ ít nhiều xảy ra những việc dẫn đến bất đồng trong quan điểm, lối sống cũng như cách sinh hoạt. Nhưng hơn hết, chính sự thông cảm, thấu hiểu sẽ giúp cả hai thích nghi và hòa hợp với nhau hơn. Trước đó, Hồ Quang Hiếu vui vẻ cho biết cả hai cho biết đang lên kế hoạch có em bé trước rồi mới tổ chức đám cưới. Nhiều người bảo chúng tôi quá vội vì mới yêu 3 tháng đã muốn có con. Nhưng chúng tôi đã trưởng thành, chín chắn nên suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định điều gì. Tôi đã già rồi, phải xác định thôi, sợ sống trong cô độc lắm, cười. Việc có con trước cũng nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Khi con lớn, chúng tôi mới kết hôn để con chứng kiến ngày hạnh phúc của bố mẹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.